bơm xăng của dòng xe Mitsubishi Mirage Archer cũng bơm xăng. Đây là cả cụm, đấy, cả cụm bơm xăng mà gồm là cả cụm bơm xăng. Thứ nhất là bao gồm có lọc xăng, thứ hai là phao xăng, và ô tô bơm xăng. Xe của chúng ta, xe Mirage này lưu hành một thời gian khá lâu trên đường rồi, thì lúc đó bắt buộc chúng ta phải thay thế tại cái cụm bơm xăng này. Cả cụm bơm xăng này khi chúng ta học thì các bạn cũng yêu cầu thay thế cả cụm bơm xăng của dòng xe Mirage Archer thì vui lòng liên hệ với chúng ta kia. Thì chúng tôi chuyên cung cấp của dòng xe Mirage Archer chính hãng tại thị trường Việt Nam với giá thành của thị trường tranh. Đây là cụm bơm xăng của Mitsubishi sản xuất. See you.